lá rồi cận thơm cá. Ivy xin chào cả nhà, rất vui được gặp cả nhà đã quay trở lại kênh của Ivy Cuộc Sống Mỹ. Cả nhà, hôm nay Ivy vào bếp nấu cái món cá qua lai này cả nhà. Ở nhà Ivy còn gì Ivy lấy ra nấu cái đó cả nhà. Cả nhà cùng vào bếp nấu món cá qua lai với Ivy nha. Để chút nữa ra ăn cả nhà. Giờ này cũng gần trưa rồi cả nhà ơi. Ở đây Ivy có nguyên liệu ở đây nè. Ok cả nhà, món cá qua lai Ivy chuẩn bị đầy đủ rồi nè. Tỏi với hành củ Ivy cũng đã bầm ra rồi. Ivy làm chia sẻ nhanh cả nhà rồi ăn cả nhà. Chia sẻ nhanh chút xíu. Rồi cá thì Ivy cá thì Ivy có hành tây, rồi thơm, hành lá, rồi cà. Ở đây cá thì không có thiếu bóng tàu cả nhà. Ivy chuẩn bị bốn lọ bóng tàu đây, rồi cũng có nấm mèo, rồi cần, rồi nước chicken rốt cả nhà, rồi dầu ăn, gia vị nêm nếm ở đây, rồi cá thì Ivy lấy filler ra rồi, lấy cái xương ra rồi. Ivy lấy thịt không à? Không có, Ivy bỏ xương rồi lấy lóc ra, lấy hai phần thịt nữa cả nhà. Đó, một con cá qua lai dài lắm cả nhà. Ivy lóc ra còn như đây nè. Tôi Ivy ướp sẵn đây gia vị thông thường rồi, dầu hành tỏi phi, rồi hạt nêm, tí đường, tí tiêu, rồi tí muối, tí mắm cả nhà. Ivy đã ướp sẵn đây rồi. Bây giờ bắt tay vào nấu cả nhà nha. Ivy chuẩn bị cái chảo đây rồi nè, mở lửa lên rồi cho tí dầu vào. Khi dầu nóng Ivy cho hành vào nè, rồi Ivy cho tỏi vào luôn cho thơm. Khi hành tỏi thơm là Ivy cho thơm vào. Nấm mèo tươi cái nha. Tại vì cho cái cọng cần vào trước, tại cọng cần nó chín sâu quá nha. Tôi cho vào trước. Để cho bây giờ hành tây vào. Cho cà vào luôn. Ivy nêm xíu gia vị vào nè, tí muối, xíu đường, xíu hạt nêm. Rồi Ivy cho cái phần cần, cái lá cần vô luôn. Ăn nhiều bỏ nhiều cả nhà. Ivy bỏ như đây à, bỏ hết nhiều quá. Rồi sau đó Ivy sẽ bỏ cá vô. Ivy cho ăn chút xíu nước chiếc cành rốt vô cả nhà. Cho nó có nước ngọt đậm đà hơn. Rồi thêm một xíu nước nữa. Nước nóng này cả nhà nha. Ivy đổ nước nóng, có đổ nước lạnh. Ivy đậy nắp lại cho con cá nó chín. Cá chín rồi này cả nhà, rất là ngon luôn. Giờ Ivy sẽ bỏ bỏ bóng tàu vô. Bóng tàu Ivy đã rửa sạch sẽ rồi. Rồi chín rồi cả nhà ơi. Ivy cho hành lá vô nè.
rồi cho ăn xíu tiêu nữa. Ok, bây giờ AB sẽ làm xíu mắm chút nữa ăn cả nhà. Vì cho các ớt hiểm vô đây. Này, chút ớt sừng. Chút tỏi. Cả nhà ơi, mùa đông á, bên nhà AB có cái lò sưởi nó thổi hít lên. Nó kêu hơi ồ ồn chút á nha cả nhà. Nhà thông cảm nha. Rồi, AB cho xíu đường. Làm mắm. Vì đã đâm tỏi ớt xong rồi nè. Vì cho xíu nước vô. Hấp dẫn cả nha. Vì thử đi vừa ăn chưa? Ừ, vừa ăn lắm rồi, ngon rồi. Ai Vy đã nấu chín và múc ra cái dĩa rồi này cả nhà. Bây giờ em phải cho xíu đậu phộng lên cho nó ngon, ăn trúng hộp đậu phộng thơm ngon lắm cả nhà. Rồi, hấp dẫn, chuẩn bị đi ăn cả nhà nha. Ok cả nhà, nãy giờ em đã chuẩn bị xong rồi nè. Em xin mời cả nhà ăn cá bún tàu. Ok, em bên mời cả nhà nha. Có gì ăn đó cả nhà ơi. Bún tàu này cả nhà ngon lắm nè. Em cho xíu cá vô. Rồi mỗi thứ chút hành, hành lá rồi cần thơm cá. Chọn xíu mắm nữa. Thấm nãy đâm rồi cả nhà. Ok, AV mời cả nhà dùng chung với AV. Cá AV ướp gia vị đó, vừa ăn cả nhà. Ngọt thịt lắm. Cá dài dài lắm mà AV lạng lấy cái thịt ra mà quặn nhiều đó. Lâu lâu ăn lại món này ngon cả nhà. Ngon quá. Nấm cũng mềm ngon nữa. Vừa ăn lắm. Chán kiếm ấm thấm vô ăn ngon cả nhà. Xào với xíu cà, ra nước chua chua ăn cũng hấp dẫn lắm. Này cái mùi thơm nữa, trái khóm hết cả nhà, ra nước nó quyện lại trong cái bún tàu này ngon, trúng một đậu phộng thơm. Evi ăn cái món này Evi nhớ đến má của Evi hồi nhỏ. Evi hay thích ăn cái món này lắm, cho nên má Evi hay làm món này cho mấy chị em của Evi ăn lắm. Ngồi ăn rồi kể chuyện cả nhà nghe nha. Hồi nhỏ, hồi còn quen Vi còn ở với ba mẹ Vi, ba má Vi đó. Rồi Vi không biết nấu ăn đâu. Nấu ăn còn là má của Vi nấu cho Vi ăn không, cho mấy chị em của Vi ăn không à? Cho con cái ăn hồng cho ai vậy, chạy bên nó vô bếp. Chị đi xuống khi má đi chợ giờ đó,
rồi đi xuống phụ lặt rau rửa cái này nọ chút xíu rồi má Evi tự nấu, cho nên Evi không có biết nấu đâu, chỉ đứng nhìn thôi, đứng nhìn má Evi nấu thôi. Đứng nhìn không, bây giờ biết nấu luôn cả nhà, chứ vì không có vô nấu mà chỉ đứng nhìn thôi. Rồi giờ có gia đình rồi tự nấu ăn, tự nấu cho mẹ con ăn, nấu rất là quen cả nhà. Nhiều lúc lúc vì mới có gia đình á, có nhiều món vì em không có hiểu hết á, gọi trời hỏi hỏi má em, má em chỉ. Rồi tới giờ em có gia đình cũng em lập gia đình lúc em năm 20 23 24 tuổi gì cả nhà, tới bây giờ cũng hai mà hai mấy năm rồi, cho nên đồ ăn bữa nay Ivy nó nhuyễn rồi. Ngon mà cả nhà. Ngon thiệt luôn á, ngon thiệt ngon á, cá thì nó ngọt thịt nữa, ăn nó ngon lắm cả nhà ơi. Sang một chút mắm thắm vô, thắm giỏng luôn. Ngon quá. Ở nhà bây giờ Ivy chọn chỗ này Ivy ăn mình đi cả nhà, mấy khi Ivy ăn Ivy ngồi chỗ này đứng cả nhà. Ngon quá. Lâu lâu cả nhà làm món này ăn đãi tiệc hoặc là bạn bè tới chơi rồi đãi đổi bữa cho gia đình ăn cuối tuần cũng ngon cả nhà. Giờ này chưa nữa nha. Sáng này về ngủ dậy em đi nói cha, bữa nay em biết nấu gì ăn ha, để lên gặp cả nhà một xíu. Xuống lục ra thấy có một cá hoa lai. Đúng suy nghĩ chút xíu. Không biết làm món gì nhé, suy nghĩ rằng thôi. Hoa lai mà bún tàu chắc ngon rồi nha. Để coi thử trong nhà có đủ đầy gia vị không? Thôi nhờ trong nhà còn gia vị cả nhà. Rồi bị là lấy là anh làm luôn. Lên ăn với cả nhà cho vui. Ngon lắm cả nhà ơi, giỏng lắm luôn cả nhà, ngon lắm. Vì em có hết rồi nên cả nhà, ai em tới đầu hay tới đó nè. Ăn cái này có chút xào chút thơm, bỏ thơm vô ngon cả nhà, chua chua ngon.
Cá em ngọt ngon quá nhỉ. Người thích ghê. Ngon rồi cả nhà. Mấy bây để bụng ăn cái bơ. Vì phải là cái ly nè. Bơ sát ngon rồi cả nhà thấy không. Ở bên đây cả nhà gặp lúc đó cả nhà. Có lúc mua rồi nó sượng nước không à. Nó ngon không. Mình cho xíu đường vô. Ừ, thích ăn vậy đó. Đó, cái đường vô dầm 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 ra. Ăn không nữa. Không có thích ăn nước đá. Ngon cả nhà. Rồi Ivy mời cả nhà ăn bơ. Béo béo như dẻo ngon cả nhà, thơm bơ. Cái bơ này thơm nè. Có lúc ăn không có đem mùi bơ. Ở nhà dở lắm. Có lúc gặp lúc có ngon, lúc dở. Ngon quá. Bơ này em thích nè. Dẻo. Ăn luôn cả nhà ơi. Ngon luôn. Ok cả nhà. Ivy xin kết thúc video ở đây cả nhà. Ivy cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem hết video của Ivy và ủng hộ Ivy suốt thời gian qua. Ivy xin chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, an lành, thành công trong cuộc sống. Giờ Ivy xin tạm biệt. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye cả nhà.